Thưa quý vị, sau 3 tuần hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân lực tại Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Giả Chiến tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ tổ chức tiễn các đoàn y tế tình nguyện cuối cùng rời Đà Nẵng trở về địa phương. Đó là đoàn y tế tình nguyện tỉnh Nghệ An và công ty cổ phần y khoa Hoàng Mỹ. Cùng tiễn đoàn có đại diện Sở Y tế Đà Nẵng. Theo đó, đoàn công tác y tế tình nguyện tỉnh Nghệ An có 16 thành viên đến Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 8 tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19. Nguồn nhân lực này đã đến hỗ trợ bệnh viện phổ Đà Nẵng và bệnh viện giải chiến tại trung tâm y tế Hòa Vang. Đoàn công ty cổ phần y khoa Hoàng Mỹ có 10 thành viên đến Đà Nẵng ngày 17 tháng 8. Đa số các thành viên trong đoàn đã đến hỗ trợ bệnh viện phổi, bệnh viện giải chiến tại trung tâm y tế Hòa Vang và những thành viên còn lại sẵn sàng hỗ trợ cho bệnh viện giải chiến thành phố tại cung thể thao Tiên Sơn khi có lệnh. Với tinh thần đoàn kết nhiệt huyết với nghề, các thành viên trong hai đoàn đã tham gia rất tích cực mọi nhiệm vụ theo sự phân công của Sở Y tế Đà Nẵng và đơn vị tiếp nhận. Các thành viên trong đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Đà Nẵng. Đến nay đã qua 15 ngày thành phố không có ca mắc Covid-19 mới, tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng đã được kiểm soát, các bệnh viện Đà Nẵng đã đi vào hoạt động ổn định. Việc hỗ trợ kịp thời của các tình nguyện viên của ngành y tế đã góp phần cùng Đà Nẵng sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Đến dự và tiễn các đoàn công tác y tế tình nguyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội Đức Thơ ân cần thăm hỏi sức khỏe, cảm ơn các thành viên trong đoàn công tác và đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban giám đốc công ty cổ phần nghi khoa Hoàng Mỹ đã hỗ trợ Đà Nẵng cả tinh thần lẫn vật chất, giúp thành phố nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội Đức Thơ đã tiễn đoàn công tác y tế tình nguyện thành phố Hải Phòng và ba thành viên Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng.